Rồi, chào mừng quý anh chị đến kênh đầu tư bất động sản của Nguyễn Văn Hành. Hello, xin chào anh em. Rất là nhiều người thích về nói về vàng nhưng mà lại không biết rằng là tích vàng để làm cái gì. Rất là nhiều người nghĩ rằng là mua vàng chỉ để vứt đấy và cái chi phí lợi nhuận của nó mang lại cái gì người lại không biết. Đấy. Cũng không biết là cái thời điểm nào là cái thời điểm nên vào vàng hay không, đúng không? Và cứ nghĩ rằng là vàng là lúc nào tích đủ vàng rồi nhé, mà không biết để làm cái gì là sai lầm. Bao nhiêu số anh chị thấy rằng là đi vàng nó cũng là một cái hàng hóa, vàng nó là hàng hóa anh em nhé, anh em hãy nhớ là vàng nó là hàng hóa. Và khi mà chúng ta biết rằng là cái hàng hóa ấy, mà một cái đất nước nào đó nó nhập về nó rất còn rẻ đâu, nhưng mà ngoài thị trường cái nhu cầu vàng của cái đất nước đấy nó quá có nhiều nhu cầu thì đương nhiên rồi, thương lái người ta sẽ nhập về, đúng không? Bất kỳ một cái sản phẩm nào đấy cũng đều như vậy, không căn cứ gì vải về vàng. Rồi, chào mừng quý anh chị đến kênh đầu tư bất động sản của Nguyễn Văn Hành nha. Chào An Nhi, anh em hãy comment bên dưới chào nhau nào. Anh em ơi, hãy comment bên dưới chào nhau câu nào. Anh em hãy comment xuống bên dưới và chào nhau câu nhé. Hãy chia sẻ mạnh cái livestream này đi. Và ngày hôm nay tôi sẽ cùng với lại quý anh chị biết chia sẻ với nhau về cái chủ đề là dự trữ được nhiều vàng rồi, có nên nó cầm nó nắm mãi không, đúng không? Hay là chuyển đổi sang một cái lĩnh vực nào đấy như là bất động sản. Và bất động sản mới là cái kênh đầu tư nhé, còn vàng gọi là kênh trú ẩn an toàn của tiền thôi. Hello, chào mừng quý anh chị đến với kênh đầu tư bất động sản của Nguyễn Văn Hành. Chào chị Lưu Thị Bích Nhung nhé. Chị Lưu Thị Bích Nhung là ở trong miền Tây nhỉ. Đấy, tôi đang đi một cái nơi gọi là vị trí vàng. Đấy, vị đến những cái nơi, cái khu vực này thì chỉ dành cho những người khoảng tầm triệu đô la thì mới mua được liền kề biệt thự ở đây. 1 triệu đô la tức là tương đương nó khoảng tầm là 20 đến 25 tỷ. Đấy nhá, tầm 20 đến 25 tỷ thì mới mua được khu vực này. Khu vực này là có 200.000 dân, có 200.000 dân nhé, có bệnh viện Vinmec này, gần Thiên Đường Bảo Sơn này, khu vui chơi giải trí Thiên Đường Bảo Sơn này. Và đây là vành đai 3 nhé, khu đây là đường vành đai 3.5, đây là vành đai 3.5. chúng ta cùng nhau đi khám phá vành đai 3.5 một chút nhé. Đấy, các bạn nhìn này, đường xá ở đây đều là nhà, đều các văn phòng, cửa hàng, đúng không? Mà tức là khi mà chúng ta đi tìm hiểu ấy, thì chúng ta phải nhìn thấy được là cái dân cư ở đây nó có đông hay không, và cái động lực tăng giá hay không, và đặc biệt là cư dân đây có giàu hay không. Đấy, giàu hay không thì mới đầu tư được, đúng không? Nhiều người là mua mà không biết là cái khu vực đấy nó có tiềm năng tăng giá hay không. 5 tỷ thì ít lên được 10 tỷ thì cái dân ở đấy nó có, người dân ở khu vực đấy có đủ khả năng để mà mua cái tài sản 10 tỷ hay không, đúng không? Hoặc là mua một cái tài sản 10 tỷ thì liệu người dân ở đây có mua được một cái tài sản nó ít, khi mà nó ít đôi tài sản nhá, thành 20 tỷ hay không? Không thể là, ví dụ như nếu mà trong trường hợp mà chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội thì nó bán kính với cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng tầm là cách trung tâm bán kính Hà Nội nó khoảng tầm là 20 đến 30 km. Chào chị Thanh Mai nhé. Thì cái động lực mà nó ít được tài sản từ 10 tỷ lên 20 tỷ rất là bình thường, đúng không? Rồi, chào mừng quý anh chị đến kênh đầu tư bất động sản của Nguyễn Văn Hành nhá. Chị, anh em nào có hỏi cái điều gì thì cứ comment bên dưới nhá. Đó. À đây, đây là Thiên Đường Bảo Sơn này. Đây là rất là đông người vào đây chơi. Và tôi cũng đang có cái video rồi, nhưng mà tôi chưa post lên. Là vào trong Thiên Đường Hòa Sơn thì rất là nhiều những cái dịch vụ chơi, những cái trò chơi rất là đẹp.
đây là vành đai 3.5 anh em ạ. Vành đai 3.5 rất là đông dân cư. Và rất là nhiều người họ hỏi là vàng có tăng lên nữa hay không? Chúng ta cứ mua vàng và tích nó vào đấy. Đúng không? Vàng thì muôn đời này nó đều tăng rồi. Còn để mời nhân tiền. Nhân tiền thì phải là dùng đến bất động sản. Vincổ Loa bao giờ làm lại bạn? Vincổ Loa thì IB cho anh nhá. Inbox cho anh. Chị muốn hỏi em giờ có nên mua vàng không? À, mua vàng. Mua vàng thì thực ra là cái thời điểm nếu mà chúng ta là tích trữ hay tích sản ấy, mua tích sản thì cái lúc mà bây giờ đấu giá vàng nó là 88. Đấy, đúng không? Khung giá vàng nó là 88 thì nó cũng rất là cao. Thế nên để mà giảm từ 88 xuống mà tức là trúng giá thầu, mới trúng giá thầu là 86 triệu đô. Mà các bạn thử tưởng tượng nếu mà trúng giá mà giá thế giới nó có 70 thì tôi nghĩ rằng là đang chênh nhau khoảng tầm 18 triệu đồng. 18 triệu đồng một cây đúng không? Đây nha, đây là vành đai 3. Thì chúng ta cùng lên đây vào xem cái khu vực này gọi là khu vực vị trí vàng. Là vị trí vàng. Cái căn này là mới giao dịch là 31 tỷ. Đấy. Đẹp không anh em? Và đây là ở đây nha, có một cái khách sạn ngay đây luôn. Đấy, đây luôn. Thông sang một phát là 200.000 dân này. Thông sang 200.000 dân này. Thông phát sang 200.000 dân đang cho thuê 20 triệu một tháng. Và đây là thông cái đường thông sang Vin đây. Tôi phải để đỗ xe đây nào. Có nên mua vàng lúc này không à? Bởi vì vàng khi mà nó lập đỉnh. Và tôi vẫn thường nói với anh em ấy, vàng thì bây giờ đang là ngân hàng đấu giá. Ngân hàng đấu giá thì anh em đã biết rồi, tôi đã nói phân tích rất sâu về bản chất của ngân hàng. Bản chất ngân hàng là buôn tiền. Nếu mà thấy được cái lợi cho nhà nước đúng không, thì ngân hàng sẽ mang lại cái sẽ tìm cách để mà sao kéo nhiều cái lợi nhuận nhất về cho nhà nước. Vậy mà chúng ta phải tỉnh táo khi mà giá vàng thế giới là nó đang ở cái mức là 70 triệu đồng một lượng, có 70 triệu đồng một lượng, mà giá vàng Việt Nam mình nó lên đến 90 triệu đồng một lượng, thì cái vàng Việt Nam nó đang 70 đúng không, rất là thấp, mà giá vàng thế giới nó đang 70, mà giá vàng Việt Nam lên 90, thì cái nhu cầu tôi nghĩ rằng trong cái thời gian nữa, nếu mà trong trường hợp giá vàng bạn đẩy lên 100 triệu chẳng hạn, thì cái nguồn cung cấp vàng sẽ được đẩy mạnh nhiều hơn, sẽ được cung cấp ra ngoài thị trường nhiều hơn. Vì vậy mà lúc đấy thì sẽ là cái lúc mà ngân hàng sẽ kiếm bội tiền đó. Khi mà đã cung cấp ra nhiều hơn rồi thì đương nhiên là vàng nó sẽ giảm về tiệm cận với lại giá vàng thế giới. Vì vậy mà trong cái thời điểm này, nếu mà quý anh chị mua vàng SCC thì nó sẽ có rất là nhiều rủi ro. Nó sẽ rất là nhiều rủi ro trong cái thời điểm này. Đây là 200.000 dân nhé. Đây là gọi là vị trí vàng. Các bạn, vị trí vàng, đây là vị trí vàng. Tôi đánh giá đây là vị trí vàng. Bởi vì đây là thông sang đường. Đây là 200.000 dân. Đấy, đường chạy ra đây. Đây là những trường học. Quy hoạch thành những trường học. Và trong thời gian tới thì cái đường thông sang Tứ Vin này, thông sang này. Đấy, thông sang cái đường này. Thì ở khu vực này đang có một cái căn, hai căn thì thông sang luôn, mỗi một căn nó khoảng tầm là 21 tỷ. Đấy, 20 tỷ nhưng mà chưa bao phí. 132 mét vuông.
anh em hãy chia sẻ mạnh anh em ơi. Còn vàng ấy thì các bạn biết là thế giới, vàng thế giới, bây giờ cả thế giới người ta giao dịch bằng cái đồng gọi là người điện tử ấy, các bảng điện tử mà thông báo lên là vàng thế giới bây giờ đâu đó khoảng tầm là tính ra nó khoảng hai, nếu mà tính đấy là nó khoảng tầm là 70 triệu đồng một lượng, 70 triệu đồng một lượng, mà vàng Việt Nam mình nó lên đến 90 triệu đồng một lượng thì thực sự nó là rất là cao, đúng không? Nhưng mà nếu mà về dài hạn ấy, về vấn đề dài hạn ấy, là chiến tranh giữa Nga và Ukraine, thì như các bạn biết là NATO nó đã lên cái kế hoạch khoảng tầm là 5 đến, tức là nó sẽ dự trù một cái ngân sách nó khoảng tầm là 100 tỷ cho vòng, trong vòng 5 năm. Còn Đông Mỹ, riêng Mỹ nhá, nó bơm vào, nó hỗ trợ cho Ukraine là lên đến 60 tỷ USD. Tổng nó khoảng tầm là 90 tỷ USD, thì trong đó có cung cấp cho Ukraine và cung cấp cho Israel và hỗ trợ cho Đài Loan. Vì vậy mà thế giới thì nó sẽ chiến tranh, nó sẽ không bao giờ ngừng nghỉ. Do chiến tranh trên thế giới đấy thì sẽ không bao giờ ngừng nghỉ. Và cái quy luật của tiền ấy là các giới tài phiệt, giới siêu giàu ấy, nó luôn luôn làm cho cái đồng tiền nó bị mất giá về dài hạn ấy, là luôn luôn làm cho cái đồng tiền nó bị mất giá. Và tôi cũng vừa ngồi nói chuyện với vợ tôi rằng là cái căn nhà bên cạnh ấy, năm ngoái là nó chỉ vài năm trước ấy, cái thời gian trước là nó mua khoảng tầm là 3.6 tỷ 60 mét vuông, mà đến bây giờ là nó lên đến 10 tỷ ở khu Glasenko này, lên đến 10 tỷ một căn. Thì các bạn thử tưởng tượng là chỉ trong vòng năm 2018-19 đến bây giờ, đúng không? Là tiền nó đã ít lên được gần như 3 lần đấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái vàng nó càng tăng lên, vàng tăng lên, bản chất thì cái do cái đồng tiền nó mất giá rồi, bản chất là do cái đồng tiền nó mất giá anh em nhé, nên cái số tiền ấy nó tăng lên. Bởi vì sao? Bởi vì vàng bây giờ cái thời năm 2018 thì vàng đâu đó nó khoảng tầm là 36-37 triệu đồng một mét vuông thôi, một lượng thôi, đúng không? 36-37 triệu đồng một lượng thôi. Thế thì nó cũng tương đương với lại giá nhà đất. Thế thì bây giờ nhà đất nó lên đến 150 triệu đồng, như ở đây 150 triệu đồng, thì vàng nó đã lên đến 90 triệu đồng rồi. Đấy. Giá thành ra là giá nhà đất ấy. Nên tôi mới thấy rằng là vay tiền ngân hàng, ai mà không dùng đòn bẩy để mà vay tiền ngân hàng ấy, thì là sai lầm, anh em hiểu chưa? Hôm nay mua vàng được không anh? Ai mà không vay tiền ngân hàng mà mua bất động sản là một sai lầm cực kỳ lớn anh em nhé. Cực kỳ lớn trong cuộc đời này, anh em hãy nhớ trong cuộc đời này nhé. Khi mà các bạn tích lũy đủ vàng rồi, tức là tích lũy đủ tiền, tích lũy đủ vàng để mà mua bất động sản rồi nhé, mà anh em không vay, ví dụ như chưa đủ tích lũy tiền rồi nhưng mà chưa đủ tiền để mà mua bất động sản mà chúng ta không sử dụng đòn bẩy ngân hàng thì là sai lầm, được chưa? Đấy, ngân hàng nó cũng là con dao hai lưỡi. Đấy, con dao hai lưỡi. Nhưng mà nếu mà chúng ta không sử dụng đòn bẩy ngân hàng thì là cực kỳ sai lầm. Anh em nhớ cho một điều như vậy. Bởi vì sao? Tiền nó luôn luôn mất giá. Ví dụ như 10 năm trước bạn vay khoảng tầm 1 tỷ chẳng hạn. Đó, thì 10 năm sau cái 1 tỷ đấy nó đã bị mất giá đi rất nhiều. Hoặc là các bạn có thể là, tôi nhớ nha, tôi mua cái nhà, hồi đó tôi mua cái nhà nó đâu đó khoảng tầm là 1 tỷ, thì mốt gì đấy, nhưng mà vay ngân hàng đến bây giờ cái số tiền mà nợ ngân hàng, tôi thấy là nó lại, cái tài sản của tôi nó lại ít đôi tài sản lên nhé. Tức là ngân hàng nó cho mình vay nhưng mà số tiền ấy nó lại ít đôi lên, cái nhà bây giờ bán đi là ít đôi tài sản rồi, gần như là x3 tài sản đó, mà trong đó ngân hàng lại cho vay. Vì vậy mà tôi thấy rằng là nếu mà chúng ta không vay tiền ngân hàng đầu tư là một cách sai lầm. Ở đây nhá, đây này, đây vị trí vàng phát này, biết ngay. Vị trí vàng là dân đây đã bắt đầu đổ xô về đây sửa chữa rồi cải tạo, làm cà phê đây rồi. Đẹp chưa? Quá đẹp.
thông phát sang đường thông đấy nhé. Cái đường này là đường thông anh em nhé, vị trí vàng là như vậy. 200.000 dân nó thông một phát sang này. Anh em hãy chia sẻ mạnh anh em, quý anh chị chia sẻ mạnh lên. Ở đây là đang cải tạo làm nhà hàng rồi, làm quán cà phê. Đấy. Anh em chia sẻ mạnh nha mình. Vì vậy mà đây là cái vị trí rất là đắc địa. Nhìn lục sục này triệu đô, toàn mấy chục tỷ, 20-30 tỷ. Và vì sao đây những cái căn lục sục này rất bẩn bẩn nha. Hà Nội giàu lắm. Hà Nội là có 13,5 triệu tỷ thì người Hà Nội gửi vào ngân hàng lên đến 4-5,3 triệu tỷ. Và đây cứ mua nhà vất đấy, rách nát như này. Nhưng mà bây giờ nó lên đến hàng triệu. Bây giờ các bạn biết những cái căn như này cái thời gian trước mua bao tiền không? Nó thời kỳ mà 2015-16 là cái dự án này nó chưa ra. Đó, dự án này nó chưa ra nhé. Thì 18 bắt đầu nó mới thi công. Dự án Vinhome Smart City 200.000 dân này. Vinhome Smart City nhé. Đấy, 200.000 dân. Đây đằng sau tôi này là những cái căn này. Cái thời kỳ trước đây nó khoảng tầm là 3-4 tỷ thôi. 3-4 tỷ không ai mua. Đấy, nhưng mà các bạn biết bây giờ nó vụt phát lên đến 20 tỷ, 20,5 tỷ cho 130m2. Đang cho làm thuê khách sạn này. Tức là một phát luôn triệu đô rồi. Thế nên trong cuộc đời này là chúng ta phải bám đuổi mục tiêu. Tức là chúng ta phải tập trung vào. Nhiều người là nói rằng là nhiều người dạy sai nhá, nhiều người dạy sai lắm. Là cơ cấu vốn là phải chia nhỏ ra. 10 tỷ thì anh phải chia vàng một ít này, bất động sản một ít này, rồi chứng khoán một ít này, rồi gửi tiết kiệm một ít. Đấy là tư vấn theo kiểu đấy, là tư duy của người nghèo anh em nhé. Mà không thể nào bật lên triệu đô được. Không thể bật lên từ 10 tỷ lên thành 20 tỷ được. Đấy, 10 tỷ cái tư duy là 10. Để mà từ 10 tỷ mà lên được 20 tỷ hoặc là 100 tỷ là chỉ bằng cách là tập trung vào mục tiêu. Là 10 tỷ là chúng ta sẵn sàng mua một cái căn 20 tỷ ở đây. Đấy, sẵn sàng mua một cái căn 20 tỷ ở đây. Thế thì chắc chắn là 200.000 dân bây giờ nó chưa thông đường sang. Thì 200.000 dân nó sẽ ồ ạt sang đây. Thì từ 20 tỷ x lên được 40 tỷ là chuyện rất bình thường. Các bạn có đồng ý với tôi thế không? Tôi đang chia sẻ anh em cực kỳ miễn phí và anh em thấy hay hãy chia sẻ mạnh anh em. Thành 200.000 dân các bạn thể tưởng tượng một cái căn này ví dụ như 20 tỷ ở bên trong, còn những cái căn như này nó 30-40 tỷ. Những căn 30-40 tỷ nhưng mà nó có khả năng x lên được 100 tỷ là chuyện bình thường. Những cái căn này ví dụ như 50 tỷ là ở bên kia 50 tỷ thì có thể là, ví dụ như ở đây 50 tỷ thì x lên đôi khoảng tầm 100 tỷ là chuyện bình thường. Bởi vì sao? Đây đằng sau có 200.000 dân này. 200.000 dân nó đi bộ sang. Đúng không? Đi bộ sang được. Nên cái chuyện từ 50 tỷ x lên 100 tỷ là cái chuyện bình thường. Hoặc là 30 tỷ ở đây, nếu mà bạn mua được cái giá 30 tỷ là x lên 100 tỷ là chuyện bình thường. Nên nhiều người đây nhá, cái đường này nó chỉ bỏ phát hàng rào phát là chạy ra. Anh em nhìn chưa? Đây này. Chung cư, tòa nhà chung cư này nhá. Nó đi bộ đây, trường học. Đây trường học này. Trường mầm non thông nhau hết và đi qua đây hết, qua cái đường này hết. Nên cái chuyện mà 100 từ 30 tỷ hoặc là 20 tỷ hoặc từ 10 tỷ nhá, x lên khoảng 50 tỷ hoặc là 100 tỷ thì là do chúng ta đặt ở vị trí nào, mua ở vị trí nào. Mua ở vị trí nào, thời điểm như thế nào. Anh em hiểu không nhỉ anh em ơi? Đây là bài toán, bài cơ cấu vốn ấy, cực kỳ gọi là triệu đô ấy, là để cho anh em đang miễn phí cho anh em. Quý anh chị hãy chia sẻ lên tường nhà mình, tôi chia sẻ một cách thật tâm như vậy. Nếu mà quý anh chị cứ nghe nói là hoặc là nghe những cái một số thành phần bảo là cơ cấu vốn hoặc là chia nhỏ mục tiêu ra, chia ra ví dụ như đang có 10 tỷ mà chúng ta lại chia thành vàng một ít xong lại bất động sản một ít xong rồi chứng khoán một ít là sai lầm, cơ cấu sai nhé. Ví dụ như chúng ta, tôi có thể chia sẻ anh em, chúng ta mua một căn ở đây đúng không, là 20 tỷ. Ví dụ mua một căn 20 tỷ ở đây mà chúng ta có 10 tỷ rồi thì chúng ta có thể là dồn toàn lực vào đấy mua, chúng ta có thể vay thêm là 10 tỷ nữa là 50% đúng không,
50% mà hàng tháng là chúng ta, những người mà đã có 10 tỷ rồi thì đương nhiên dòng tiền nó sẽ phải mạnh rồi, đúng không? Thế thì chúng ta vay khoảng tầm 30 năm, vay ngân hàng 30 năm, vay 10 tỷ trong vòng 30 năm. Đấy thì chúng ta chỉ có ăn với lại tập trung vào và là dồn vào cái căn biệt thự, căn hoặc là căn liền kề này thôi. Bởi vì sau 3 đến 5 năm, tôi theo quan điểm của vị trí này thì không đến 10 năm mà chỉ khoảng 3 đến 5 năm là nó có khả năng ít đôi rồi. Đấy, bởi vì chỉ con đường nó chạy qua không người đi qua ầm ầm lên là bất động sản ở đây nó không tin này, đúng không? Và vàng ấy, vàng mà tôi vẫn thường chia sẻ cho anh em và nói về vàng, vàng nó là cái căn nguyên để cho chúng ta tích lũy tài sản, sau đó rồi có đủ tiền rồi thì chuyển sang bất động sản, đúng không anh em? Vì vậy mà rất là nhiều người là có 5 tỷ thì đi mua vàng một ít, rồi mua một bất động sản một ít, lại bất động sản 1-2 tỷ. Thì đến bao giờ nó ích lên được là 20-30 tỷ? Không bao giờ ích được. Nếu mà có 5 tỷ rồi thì chúng ta cố gắng đấy, chỉ tập trung vào một mục tiêu là vay thêm khoảng tầm 3 tỷ hoặc 2 tỷ. 3 tỷ thì là thành 8 tỷ đó. Mua một cái tài sản tầm là 3 tỷ thì nó an toàn, hoặc là 7 tỷ nó an toàn. 7 tỷ thì một phát nó ích lên là ích đôi chẳng hạn thì nó thành 14 tỷ. 8 tỷ thì nó ích đôi lên là thành 16 tỷ rồi. Bất động sản mất giá là cái chuyện rất bình thường anh em nhé. Tiền nó mất giá là các bạn hãy tưởng tượng là vàng ấy nó tăng lên.